Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tựa game kinh dị của một studio Việt mang tên Pi Entertainment. Đấy, vừa rồi thì mình thấy cái dòng có tác giả là rất là nhiều cái tên Việt. Hiện tại thì game đang hướng dẫn là mình đeo tai nghe vào để cảm nhận được game được tốt nhất. Thì chúng ta bắt đầu vào màn hình chính là hiện ra tên game là Aya. Chúng cũng là tên nhân vật chính của mình. Chúng ta sẽ vào một cô gái mặc áo trắng quần đen như thế này, mờ mờ ảo ảo, bị kiểu quỷ sa tăng ám ảnh linh hồn, và chúng ta phải vượt qua 13 cái giấc mộng này để thoát khỏi cái gọi là ám ảnh hoặc là cái bế tắc của mình. Đây. Chúng ở dưới chân cô gái thì sẽ có nút bắt đầu vào chơi này, và ở dưới thì sẽ có cách hướng dẫn cách chơi và rate cho game. Nói qua một chút là mình rất là sợ các thể loại kinh dị, kể cả phim hay là game, nên là dựa game này mình đã có nhờ người khác chơi, mình xem qua thôi để giới thiệu với các bạn. Còn với một người mà xem sao có Ai Cập 3 năm không dám vào bóng tối như mình thì cái này rất là ác mộng luôn. Đây, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chơi. Mình có đi qua Dream 1 và Dream 2 rồi, mình sẽ đi bắt đầu từ đầu. Thì nói qua về cách chơi thì game này về bối cảnh là từ kinh dị, nhưng mà về cái lối chơi ấy, thì nó sẽ mang đậm cái tính kiểu giải đố hơn. Chúng ta sẽ vào vai cô gái như thế này, này lần mò trong cái đường hầm, tìm cái lối ra. Đây, có một cánh cửa nhưng mà nó bị khóa nên chúng ta sẽ phải đi tìm. Chúng ta sẽ di chuyển bằng cần ảo ở phía bên tay trái và góc bên tay phải để ý có cái đèn. Nó sẽ kiểu đèn dầu và nó sẽ bị hết nguyên liệu, là chúng ta sẽ phải lần mò, nhưng không được chậm chạp, phải nhanh chóng. Mình đi qua bàn này rồi không có gì cả nên là chúng ta cứ đi phăm phăm thôi. Game này thì cái âm thanh đúng kiểu đậm chất kinh dị nên là đây khóa đây rồi, nên là với những người yếu bóng vía như mình thì chỉ cần mở game ra thôi và nghe âm thanh là thấy sợ rồi, chưa kịp cái gì. Đây. Ở ban đầu thì chúng ta mới chỉ là làm quen cái cách chơi và nhiệm vụ của nó như thế nào. Nhưng sang đến màn thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy gặp những cái bóng ma trong góc hoặc là con quỷ. Và nếu mà gặp bọn nó mà không chạy nhanh ý, thì sẽ bị chết. Còn nếu không thì còn chạy kịp thì thì sẽ vượt qua. Nhưng mà nếu mà đi lâu quá cái đèn dầu bị hết thì mình cũng sẽ chết. Mẹ. Bắt đầu đây. Đến đâu chưa? Chúng ta sẽ vượt qua Dream 1. Đau tim dã man. Với các bạn nam mà chơi quen kiểu game kinh dị hoặc là hành động vay cấn thì chắc là game này cũng sẽ thấy bình thường thôi. Nhưng mà với mình kiểu yếu bóng vía và sợ những thể loại kinh dị thì game này đúng là ác mộng luôn. Đúng là mình phải đi qua một cái ác mộng thật. Chết rồi, bắt đầu vào bàn đi gặp mấy con quỷ rồi. Đây nhá. Tại cửa này. Ấm cửa đấy. May mà có người chơi cho mình xem rồi nên mình cứ tưởng kiểu sợ cái cửa mở ra xong rồi con quỷ nó sổ ra. Đấy, thì sao cái cửa này mãi thế nhỉ? Hình như bị lag rồi. Mình quên. Đây, mình phải đi sang cái cửa này. Hắc. Hồi hộp quá nên không nhớ ra, xin lỗi các bạn. Đây, bây giờ chúng ta mới bắt đầu sang bàn thứ hai. Nhưng mà mình sang bàn thứ hai mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn là có con quỷ nó như thế nào thôi, xong mình tắt ngay, mình không chơi nữa đâu. Đấy. Bắt đầu tìm được, cứ thấy cái cổng sáng là qua được khỏi cơn ác mộng. Đây, mình bắt đầu sang Dream 2. Game rất là kiểu chậm chạp và gay cấn. Với một tựa game Việt thì mình đánh giá như thế này là rất là tốt rồi. Ở góc bên tay phải này. Ơ
Đấy, các bạn nhìn nhá, ở góc bên tay phải sẽ thấy cái đèn nó rung rung, là có con ma ở đấy. Ơi, cái là mình chơi rồi nên biết đấy. Đấy, chúng ta sẽ đi thẳng. Không biết góc này có không nhỉ? Tôi tránh đi. Chúng ta sẽ lại phải lần mò tìm ra cái khóa hoặc là cánh cửa để thoát khỏi chỗ này. Thoát cái đèn kia cháy nhanh. Thôi đấy đấy, mình giới thiệu cho các bạn là chúng ta sẽ đi gặp các con quỷ như thế, và đến mới bàn thứ hai thôi, không biết bàn thứ ba thứ tư. Cái con quỷ ở đằng góc đấy thế thì nào, thì nó sẽ như thế nào? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các trải nghiệm khác của gamehub.vn, và chúng ta hãy cùng ủng hộ một tựa game Việt của Pi Entertainment. Bye bye.